Riot làm lại các cổng dịch chuyển không được ưa chuộng ở 13.14. Cổng dịch chuyển khu vực là cơ chế mới khá thú vị của đấu chân chân lý 19. Nó mang đến các hiệu ứng độc đáo trong từng ván đấu để người chơi dựa vào đó mà xây dựng đội hình phù hợp. Có tổng cộng 29 cổng dịch chuyển khác nhau từ 10 vùng đất. Thông thường, các cổng cho trang bị, vàng hay ấn tộc hệ như đầm cua, tư dinh chiến tướng, tàng thư thiên phận sẽ được ưa chuộng, trong khi các cổng mang hiệu ứng đặc biệt thường bị bỏ qua. Do đó, Riot quyết định làm lại các cổng kém hấp dẫn. Vùng quẩy của Yumi được làm mới hoàn toàn. Hiệu ứng của cổng này từ 13.14 sẽ là khi mua kinh nghiệm, nhận thêm 2 điểm kinh nghiệm. Rõ ràng đây sẽ là cổng thú vị khi giúp khả năng lên cấp nhanh hơn hẳn, từ đó đẩy nhanh tiến độ trận đấu, đặc biệt mạnh khi kết hợp với huyền thoại Aurelion Soul. Trong khi đấy, rừng kháng ma thạch cũng có hiệu ứng nhàm chán là tăng 150 máu, vì thế Riot đổi thành nhận 3 trang bị thành phần tự chọn khi bắt đầu trận. Đương nhiên, đây là thứ nhiều người cần hơn và phù hợp mọi đội hình. Tư dinh chiến tướng cũng là cổng thú vị khi cho kho báu rồng thần ở 4.7, nhưng nhiều người thường bỏ qua khi nó chỉ có hiệu quả về cuối trận. Từ bản 13.14, cổng này sẽ thu hút hơn khi số vàng để roll kho báu giảm từ 2 còn 1. Lúc này, game thủ sẽ thoải mái hơn trong việc tìm ra các trang bị cần thiết để bổ sung sức mạnh. Cũng theo Riot Mordok, bản 13.14 sẽ có thêm nhiều thay đổi về tướng và tộc hệ, nhưng hầu hết là gia tăng sức mạnh. Dự kiến, phiên bản mới sẽ được nhiều người đón chờ khi chính thức ra mắt ngày 19 tháng 7.